sợ nó dài quá mình mang không tự tin. Thì bên em làm cái form tầm dáng dài này á, khi mà các chị mình mang vô cảm giác nó thoải mái, chị không nhé, không dám xòe chị ra, không phải là ôm quá sát vào cơ thể của mình, nên là cứ thoải mái mình diện cái mẫu này cho em nha, vừa đẹp vừa thoải mái vừa rẻ nữa. Nên là chị đã mình lấy comment liền cho em nè, comment liền cho em mã với các chị nha, C392 cộng kèm size và số điện thoại bên em chốt đơn liền nè. Rồi bây giờ chị nào mình thiếu số điện thoại các chị bổ sung liền cho em, hay là chị nào mình thiếu mã mình bổ sung mã liền cho em để bên em chốt đơn các chị nha. Rồi C392 còn chị nào mình chưa có số điện thoại đúng không? Mẹ 45 cân, con 17 cân, C392. Ok, chị Lý Phương mình chăm xin số điện thoại của chị Lý Phương nha. Cho là như vậy nè, nếu mà trên live mà mọi người không biết là mình sẽ mang vừa size nào thì mình cứ cho em mã là C392 và kèm với số điện thoại đi. Bên em sẽ có các chị, các bạn tư vấn cho các chị về chiều cao, cân nặng cũng như là size số các chị nha. Rồi, C392 cộng kèm số điện thoại nguyên combo đầm mẹ bé, giá là 250.000 dùm em các chị ha. Rồi nè, nếu mà các chị không biết là mình có mang vừa hay không á, thì bên em có đầy đủ size mà. Đa số là bên em sẽ làm từ size M trở lên, cho các chị phải thật là thoải mái khi mà mang đầm của rẻ mỗi ngày. Nên là mình cứ yên tâm cho em nha, mình thích mẫu nào chốt ngay vào liền dùm em, đừng có chờ đợi nữa các chị. Thì khi mà các chị chờ đợi là đã, kiểu là chị khác mình đã bắt đầu lên đơn hàng rồi, thì ví dụ như là hết size này hết size kia thì rất là tiếc rồi các chị nha. Rồi, em dơ cận lại cho mọi người xem một lần nữa nè, form là form cổ vuông cho em nha, từ đầm mẹ và đầm bé luôn, thiết kế cực kỳ thoải mái và dễ mang cho em. Chất liệu vải này khá là mát nhưng mà các chị yên tâm cho em là nó sẽ không bị mỏng lắm, nên mọi người không sợ là mang không có đẹp cho em nha các chị nha. Rồi, khóa kéo bên em làm đằng sau như vậy nè, đó các chị thấy không. Rồi mình chốt và mình trang liền mã và số điện thoại các chị nha. Ví dụ như mà chị nào mà mình đã từng mua hàng có số điện thoại và địa chỉ rồi á thì ok mình trang mã thì cũng được. Còn nếu mà chị nào mình là khách hàng vừa mới mua lần đầu tiên thì cứ nhớ là trang mã và số điện thoại bên em chốt đơn các chị nha. Dạ rồi, ok chị Phương này, bên em các chị sẽ tư vấn cho mọi người về chiều cao cân nặng nha, để bên em chốt đơn nè. Rồi dạ cái mẫu này các chị ơi, mình cứ comment cho em là C392 đi mấy chị, mình comment cho em là C392 và kèm cứ lại bên em chốt đơn nha. Cho là hiện tại như vậy nè mấy chị, bên em mắc sale với giá rẻ thì ưu tiên cho chị nào mình chốt đơn hàng và đặt trên live giùm em mọi người nha. Ai mà mình chốt hoặc là đặt hàng trên đơn trên live stream thì chắc chắn là mình sẽ được cái giá sale ưu đãi hơn giùm em nè. Rồi C392, ok chị em chốt đơn hàng thành công. Bây giờ còn chị nào mình thiếu mã được các chị comment mã liền cho em nha. Hai chị mình thiếu số điện thoại các chị bổ sung liền cho em để bên em chốt và tư vấn đơn hàng cho tất cả các chị luôn. Và hiện tại chị nào mình đang suy nghĩ là không biết mẫu này mang có đẹp hay không, có xinh hay không thì yên tâm cho em anh nhận hàng cho các chị kiểm tra trước khi bán giùm em luôn. Rồi bây giờ còn chị nào thích mẫu này nữa comment liền cho em nha. C392 cộng kèm số điện thoại bên em chốt đơn và giá là 250.000 cho cả set giùm em. Tiếp tục em thay một cái mẫu nữa cho mọi người săn sale, nhưng mà trước khi mà em qua mẫu em xin nhắc lại nha, mẫu này với mức giá gốc là 350.000 nhưng mà trên live ngày hôm nay bên em sale còn 250.000. Ai chốt thì cho em mã là C392 cộng kèm số điện thoại là bên em chốt đơn. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị qua cái mẫu nữa cho mọi người săn sale. Thì chị nào còn trên live stream ngày hôm nay của rẻ mỗi ngày, các chị cùng ở lại săn mẫu tiếp theo cùng em, và mình nhớ là đừng rời khỏi live stream để em một xíu các chị nha. Hiện tại đang mang trên người sẽ có mã cho mọi người á, sẽ là C415 với chị nha. Đây là cái mẫu đầm mà mẹ bé vừa mới cập bến tại shop luôn. Thì tầm là một tuần trở lại đây các chị, sản phẩm này khá là hot. Bên em cũng có đăng nhiều clip về mẫu này rồi thì được các chị mình quan tâm rất là nhiều. Nên là bây giờ bên em sẽ livestream cho